Fan kêu gào vì chuyên gia trang điểm và làm tóc làm lộ hết khuyết điểm của Nhật Ba trên sóng truyền hình. Sau khi em là niềm kiêu hãnh của anh lên sóng, CNS đã soi mọi khung hình địch nhận Nhật Ba góp mặt để tìm ra khuyết điểm. Em là niềm kiêu hãnh của anh trở thành bộ phim được bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội sử chung, sức hút từ hai cái tên Dương Sương và địch nhận Nhật Ba khiến cộng đồng mạng không thể nào rời xa màn hình. Trên mạng xã hội, một số người bình luận như sau. Thực ra nếu quay cận cảnh nhan sắc thì sẽ thấy Nhật Ba có khá nhiều khuyết điểm. Dù rằng mẫu phim rất đẹp song không thể làm nô mờ hết khuyết điểm vi sùa của Nhật Ba. Tôi vẫn thấy cô ấy xinh đẹp, chỉ có điều không ngờ đường mép tóc cao đến thế. Một số người còn nhận xét cả vầng trán và mép tóc của mái cao của người đẹp khiến cho vi sùa trở nên hơi dư, tạo cảm giác Nhật Ba bị hói. Không chỉ vậy, kiểu tóc còn khiến cho gương mặt của nữ diễn viên bé lại. Gương mặt xinh đẹp của Nhật Ba thực sự bị sụp đổ qua bàn tay của người trang điểm. Màu mắt quen thuộc được sử dụng là màu cam nhạt thêm phần óng ánh nhẹ, đường kẻ mắt cong làm lộ khuyết điểm bọng mắt to rõ của Nhật Ba. Ngoài ra nước kem nền trắng bệch thay rõ chênh lệch màu da giữa cổ và khuôn mặt của nữ diễn viên. Bên cạnh đó, ngay cả những cảnh phim kiểu Tinh Tinh chơi game ở nhà, gương mặt của cô cũng cứng đờ bởi một lớp make up quá dày và nỗ liễu. Việc trang điểm quá đậm khiến Nhật Ba trở nên kém xinh trước ống kính máy quay. Lớp nền dày cộp khiến gương mặt cô trở nên cứng đờ và thay rõ sự chênh lệch màu da giữa cổ và mặt. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.